bếp cơm thông báo là chúng tôi chỉ phục vụ những bệnh nhân ung thư, những người nuôi bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không giúp đỡ những nhóm ăn xin chuyên nghiệp. Những người có nhà cửa đàng hoàng ở Sài Gòn sống bằng nghề đi ăn xin chuyên nghiệp, thay vì đến giờ nấu cơm không chịu ra nấu cơm xếp hàng nhận thức ăn của bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Trong quá trình phát thức ăn, bếp cơm sẽ kiểm tra hóa đơn đóng viện phí, giấy tờ chứng minh là bệnh nhân và người nuôi bệnh. Những ai không có giấy tờ chứng minh mình là bệnh nhân ung thư, là người đi nuôi bệnh, bếp cơm sẽ từ chối phục vụ. Hiện nay có rất nhiều kẻ bị từ chối phục vụ là những bọn lưu manh móc túi, giật đồ, sau đó sẽ quay lại rồi đăng những các cái video xấu với mục đích là chửi bới bếp cơm. Nên cô bác anh chị đi nhận thức ăn vui lòng mang theo những cái hóa đơn đóng viện phí, giấy tờ chứng minh mình là người bệnh nhân để bếp cơm kiểm tra và phục vụ. Chúng tôi sẽ mời ra ngoài những người không có hóa đơn đóng viện phí, không phải là người đi nuôi bệnh. Thưa các cô bác anh chị, bếp cơm đang tổ chức phát thức ăn để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, những người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Đối tượng phục vụ ở đây là những bệnh nhân ung thư, những người nuôi bệnh hoàn cảnh khó khăn. Và bếp cơm từ chối phục vụ những cái người ở bên ngoài là những người có nhà cửa Sài Gòn đàng hoàng, những cái người lười lao động hoặc là có công ăn việc làm nhưng mà cứ nhảy vào giành thức ăn của bệnh nhân ung thư với người nuôi bệnh. Đồ ăn ở đây phát thì rất là ngon, có nhiều món. Các bạn nhìn thấy có tới 10 món lận. Rồi còn ngoài đồ ăn á, bếp cơm còn phát thêm là bánh mì, chuối, nước suối. Đó, các bạn có thể thấy có những cái kẻ mà bị bếp cơm từ chối phục vụ là nó quay ra nó bình luận những cái lời rất là khó nghe. Nhưng mà tụi nó vào đây là hầu hết là bị đuổi ra ngoài. Rồi cảm ơn các cô bác nhé. Cái hàng rất là dài, còn dài cỡ khoảng là hơn 100 người nữa. Đấy, bảng ghi rất là rõ nhé, phát quà cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Thưa các cô bác anh chị, ở đây bếp cơm có đề một cái biển là tại đây chỉ phát quà cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Thì để mà phát cho đúng bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh đó, thì bếp cơm sẽ kiểm tra giấy của bệnh nhân ung thư, kiểm tra giấy của người nuôi bệnh để phát cho đúng người. Tuy nhiên thì có rất là nhiều tụi xấu là bọn móc túi này, giật đồ này, giang hồ này, rồi người ở nhà Sài Gòn đến giờ không chịu nấu cơm thì tụi nó tới đây, tụi nó xếp hàng. Rồi có cả những cái bọn đi ăn xin chuyên nghiệp, nó lấy cơm nó mang đi bán. Và bếp cơm tới đây thì trước đây là mình là người đứng mũi chịu sào, nên là mình sẽ đuổi cái tụi đó ra, mình không có phục vụ. Thì tụi nó lên mạng, nó cắt ghép những cái đoạn clip mà Tuấn Dương đuổi cái bọn giang hồ, đuổi bọn lưu manh ra ngoài. Thì mình có đề cái bảng để ở đây là chỉ phát cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh, không có phát cho bên ngoài. Đó, nhưng mà có những người là sơn móng tay dài thì một cái bộ móng tay đó là sơn là 300-400 ngàn, nhưng mà vẫn vào dành cơm của bệnh nhân ung thư.
hoặc là những cái mẹ tụi đi móc túi á, nó trà trộn, nó giật dây chuyền, là chuyện này đã xảy ra rồi. Nên là có để cái bảng rất là rõ đây là giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Thì hầu hết ở đây này các bạn nhìn cái hàng đầu tiên á, là những người bệnh nhân ung thư, tụi mình sẽ kiểm tra có giấy. Nếu có giấy thì mới ngồi ở đây, còn nếu không có tụi mình mời ra ngoài. Và tụi mình chỉ phát sau khi mà tụi mình phát hết, tụi mình phát hết cho những cái người bệnh nhân ung thư rồi những người nuôi bệnh. Sau đó còn dư tụi mình mới phát ra bên ngoài. Thì hiện nay là trên TikTok là có những cái đứa mà nó Facebook ấy, là nó lấy cắp cái clip của mình. Sau đó thứ nhất là nó vận động để nó lấy tiền của các nhà hảo tâm. Cái thứ hai là nó tăng view, sau đó tăng like để nó bán cái fanpage đó. Nhưng mà thực ra thì tụi nó không có giúp bất cứ ai cả. Tụi nó chỉ có phá hoại như vậy thôi. Và ở đây thì có rất là nhiều những nhóm móc túi, giật đồ. Nó cũng trà trộn vào, thậm chí là có bọn ăn cắp. Nó ăn cắp những cái áo vàng của người bệnh này. Sau đó nó cũng ngồi vào. Và nó có hóa đơn đóng viện phí. Hóa đơn là do nó ăn cắp của người ta. Nhưng mà khi hỏi hồ sơ giấy tờ thì nó không có. Thì những cái đứa đó là bị đuổi ra ngoài. Và khi bị đuổi ra ngoài ấy, thì bắt đầu là nó quay ra để nó chửi mình. Rồi nó nói rằng là gây... nó nói là mình khó khăn, là mình phân biệt nọ kia. Thì mình giải thích như vậy để cô bác anh chị biết. Và nhiều tình nguyện viên là không có dám đuổi những cái bọn xấu ra. Và tất cả nhiều khi chỉ có mình đuổi thôi. Nên là tụi nó nhắm vào mình để nó chửi. Thì bây giờ mình sẽ đứng ở đây mình nói thật to lên cho các bạn nghe. Rồi, xin chào các cô chú anh chị đi nhận cơm nhé. Ở đây thì bếp cơm có để cái biển rất là to là tại đây phát quà cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên là lợi dụng cái chính sách nhân đạo của bếp cơm thì một số kẻ ăn cắp nó lấy trộm những các cái chiếc áo vàng của các cô chú. Nó ra nó cũng xếp hàng, nó ngồi, nó nhận tiền. Sau đó cái tiền đó là nó mang đi nó làm những cái việc xấu như mấy tụi xì ke chẳng hạn, cướp giật móc túi. Rồi những cái người đi ăn xin chuyên nghiệp nhà Sài Gòn, họ đến thay vì họ phải đi mua cơm, họ đi làm thì đến giờ họ thấy bếp cơm phát rất là ngon, họ ra họ cũng đứng vào hàng họ lấy. Thì em là cái người mà đứng mũi chịu sào nên là em đuổi những cái bọn nó ra. Em đuổi những cái bọn mà móc túi ra này, rồi giật đồ ra này, rồi những cái người ở nhà Sài Gòn hoặc là đi ăn xin chuyên nghiệp. Vì một ngày em phát ở rất là nhiều bếp cơm, một ngày em phát 3 hoặc 4 bếp cơm thì cái người đó là có mặt ở tất cả các bếp cơm của em phát. Thì khi làm như vậy đuổi nó ra thì bắt đầu là nó, mình nói nhẹ thì nó đâu có ra đâu, nó cứ bám vào. Sau đó rồi mình đôi khi mình cũng không giữ được bình tĩnh thì mình có nói nặng lời để đuổi nó ra, thì nó cắt ghép những cái đoạn clip đó và nó lên mạng nó chửi, nó nói là miệt thị người nghèo. Nhưng mà thực tế là có những người phụ nữ sơn bộ móng tay móng chân là 300-400 ngàn đính đá nhưng mà vẫn vào xếp hàng lấy cơm của bệnh nhân. Thì em có giải thích là cô có tiền làm cái bộ móng tay 300-400 ngàn mà tại sao mà một phần cơm 30 ngàn cô không mua được mà cô lại vào đây cô dành cơm của bệnh nhân. Thì tụi em chỉ cho một hộp cơm thôi nhưng mà nó không muốn như thế. Nó muốn là phải có tiền mặt, nó muốn có sữa, có bánh mì, có nước suối, tụi em không cho. Đó, đó là lý do em bị chửi trên mạng. Cô bác cứ lên trên mạng cô bác coi, em là bị chửi nhiều nhất trong cái năm 2021-2022. Đó, thì nhiều người không có hiểu chuyện. Nhưng mà ở đây ấy, là kể cả tụi em phát cho những người bệnh nhân ung thư, cũng có những người giả giấy tờ hoặc là làm cái giấy mẹ bồng con. Bố thì ung thư thì con cầm giấy của bố, còn bố không cầm giấy lãnh 2 lần tiền. Tụi em cũng đuổi ra ngoài. Rồi thậm chí một số kẻ là tụi em cũng phát hiện ra là người nhà chết rồi. Người nhà đã chết cách đây 1 năm rồi mà vẫn ngồi chém chệ hàng ngày, mặc cái áo vàng ra nhận thức ăn. Thì có những người bệnh nhân ngồi cùng nữa họ phát hiện. Thì tụi em kiểm tra giấy tờ, hóa đơn đóng viện phí thì hóa đơn cách đây 1 năm. Và em kêu là xuất trình hóa đơn mới thì họ không xuất trình được. Vậy tụi em cũng đuổi ra ngoài. Thì những cái kẻ này là nó quay ra nó chửi em. Nó kêu là tại sao mà lại phát cơm khó khăn rồi phân biệt này nọ. Nhưng mà hầu hết là tụi nó không bao giờ
không bao giờ giúp đỡ ai hết, chưa bao giờ từng làm những cái công việc này. Mỗi một ngày là phát cho 500-600 người, rất là khó khăn, rất là phức tạp. Tụi em phải cố gắng để làm cho đúng người. Thế là tụi em có yêu cầu là kiểm tra giấy tờ và mời các cô bác ngồi xuống. Tại sao tụi em lại mời cô bác ngồi? Vì lịch sử là phát cơm 8 năm rồi ấy, là những cái người mà đứng ấy, thường họ sẽ từ hàng thứ nhất lòn qua hàng thứ hai, chen vào với nhau, rồi đánh nhau cũng có. Đánh nhau đã xảy ra nhiều lần rồi. Rồi khi mà đứng á, chen nhau từ hàng thứ hai dồn lên hàng thứ nhất, sau đó rồi giật dây chuyền, móc túi của nhau, giật đồng hồ đã có rồi. Hoặc là giống như bây giờ tụi em phát này, rất là đầy đủ thức ăn, nhưng mà có những cái nhóm cô bác nhìn thấy như bên kia đường kìa, đó là khi họ phát chừng khoảng 10 phần, 20-30 phần bánh mì thôi, không có đáng gì hết, nhưng mà rất nhiều người sẽ nhảy vào giật. Đó, rất nhiều người nhảy vào giật như thế. Và khi họ phát như vậy, họ cũng quay lên clip, họ nghĩ rằng là họ đang phát cho 500-600 người để họ vận động tiền của các nhà hảo tâm. Em thì em không vận động ai hết, tự các nhà hảo tâm biết rồi gửi tiền cho em làm, em chưa có vận động ai cả. Nói như vậy để cô bác biết là cái việc giúp cô bác cũng gặp rất là nhiều khó khăn chứ không phải đơn giản gì. Khi cô bác đi nhận thức ăn ấy, nhớ theo sự hướng dẫn sắp xếp của tụi em. Rồi dồn dần lên đi ạ. Thằng ba vô vị trí dồn lên. Thằng bốn cũng chạy vô vị trí dồn lên. Bữa nay gì vậy? Rồi, trong 10 giờ phát chủ nhé. Dạ. Đây, chỉ phát cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Bên ngoài giang hồ, rồi ăn xin chuyên nghiệp, rồi thì đừng có xếp hàng. Ở đây người ta chừng có khoảng 10-15 phần thôi, nhưng mà người ta đứng, người ta quay nguyên cái... người ta sử dụng cái background của bếp cơm là hàng trăm người. Đó. Người ta sử dụng cái background là hàng trăm người, rồi họ đứng ra họ vận động này nọ. Mình thì không có vận động của ai hết. Đó. Nhưng mà chừng có một vài chục phần thức ăn thôi làm rối loạn hết cả đội hình. Thì bà con mình đi phát, đi nhận thức ăn là có cái tính tham. Mình phát thì rất là đầy đủ, cơm, bánh mì, chuối, nước suối. Người ta chừng có vài phần thôi. Đó, chừng có vài phần không đủ thấm vào đâu. Nhưng mà những người đứng như này là họ ra họ giật một hai phần gây náo loạn hết cả lên. Đó, ở đây là rất là phức tạp nha các bạn. Không phải là mình muốn làm mà dễ đâu. Rồi mời bệnh nhân ung thư tiến tới. Đây, đồ ăn thì các bạn có rất nhiều món nhé. Đồ ăn thì cô chú anh chị nhìn là bao phủ phê luôn. Tôm này, cá này. Rồi lên đi. Tôm này, cá này. Rồi tôm, cá, bò, gà, quá trời món. Với chục món luôn nhé. Đồ ăn thì bày cả khay trên, khay dưới. Hết thì lại châm thêm. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn nhé. Cô bác còn ở nhà thương thì ra đây. Ra trước 9 giờ. Ôi, bữa nay xin chào luôn. Rồi, xin chào đúng không? Dạ, dạ. Giờ ở đâu rồi anh? Dạ. Ở trên đường về Tân Sơn Tả. Rồi. Hey, bữa cơm này của chị Hà ở Mỹ, nhờ chị Tuyết ở quận 10 gửi 200. Cindy Lâm, Lily Lâm, Huỳnh Hương và Trần Hưng, mỗi người 100 đô. Tổng cộng là 400, trong đó có gửi 1 triệu cho quán của dì Tư. Nguyễn Xuân Hải 100 đô, Nguyễn Thúy Oanh 100 đô và Đỗ Thị Thanh Tâm ở Úc là 500 đô Úc, là 8 triệu 2. Để nấu cái buổi thức ăn này là 17 tháng 4 năm 2024.
Ngày mai thì bếp cơm cũng sẽ tiếp tục phát những cái phần thức ăn để chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Đây, những cái bệnh nhân sẽ... Rồi, cảm ơn. Vâng, cảm ơn, chào tạm biệt nhá. Rồi. Đây có những người các bạn là cụt cả cái chân này đó, rồi ngồi xe lăn, ruồi bâu vào chân. Rồi, chúc sức khỏe. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn, cô bác còn ở nhà thương thì mình ra xếp hàng trước 9 giờ giúp em nhé. Cháu này ung thư bây giờ bắt đầu đứng dậy được rồi, đi lại. Đấy, cháu vừa đi rồi vừa cảm ơn. Mình ăn món nào chỉ món đó giùm em nhé các anh chị, có 10 món cho mình lựa. Muốn ăn món nào chỉ món đó. Sáng mai có phát thức ăn nhé. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn. Cô bác nào còn ở nhà thương thì ra nhận thức ăn giúp em. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn. Cô chú còn ở nhà thương thì mình ra xếp hàng giúp em nhé. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn, cô bác còn ở nhà thương mời ra nhận thức ăn nhé. Sáng mai bếp cơm còn phát thức ăn, cô chú nào mà còn điều trị tại nhà thương thì ra nhận thức ăn. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn, các cô chú anh chị bệnh nhân ung thư người nuôi bệnh vui lòng ra xếp hàng trước 9 giờ. Ở những ai ung thư mà cầm giấy mẹ bồng con thì vui lòng đi chỗ khác dùm, một người lãnh thôi, 2-3 người không bếp cơm không đủ để phục vụ. Rồi một cái hóa đơn hoặc là hóa đơn đóng viện phí mà 2-3 người cùng lấy là không được, một người thôi. Giống nhau rồi chú. Nhưng mà cái hóa đơn đó, đóng thôi thì thuốc nó không đưa. Mà tên người bệnh là ai chị? Dạ em nè. Nguyễn Thị Thanh Hiền. À. Rồi. Còn anh là đi chung á? Đi chung như thẳng. Đi chung là anh qua bên kia ngồi chỗ này, chỉ là hàng đầu tiên chỉ là bệnh nhân thôi. Đâu chạy thận thì giấy tờ đâu? Giáo viên rồi. Bánh đây lâu anh ơi. Hai đứa chạy nhau. Rồi ok. Hai đứa chạy trong chờ gãy á. Rồi bước tới. Đây các bạn, mỗi một ngày. Vâng, chú kiểm tra đi. Rồi các tình nguyện viên cứ kiểm tra giấy tờ hợp lệ thì mình ưu tiên. Đầu tiên là bệnh nhân ung thư, rồi tiếp theo tới là những người đi nuôi bệnh. Ở bếp cơm này không có phát cho anh em ở bên ngoài. Anh em mà không có giấy tờ, không có phải bệnh nhân ung thư, không phải người nuôi bệnh thì đừng có xếp hàng mất công. Bếp cơm lại mời ra ngoài rồi mình lại nói nặng nói nhẹ. Bếp cơm ở đây lập ra chỉ giúp bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Anh chị em làm các công việc khác thì mình có thu nhập, mình để nhường cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Bếp cơm sẽ kiểm tra những các cái giấy tờ chứng minh mình là bệnh nhân ung thư, mình là người nuôi bệnh để giúp đỡ cho đúng người. Hiện nay có một số anh em bên ngoài đó là cũng nhảy vào rồi lấy trộm những cái áo vàng của người bệnh nhân, lấy trộm hóa đơn của người nuôi bệnh, sau đó xếp hàng. Khi hỏi ra tên người nhà là gì, nhiều người u ớ không biết trả lời, đọc 10 cái tên không có trùng, hỏi nằm khoa nào không biết luôn, hỏi đóng tiền viện phí bao nhiêu tiền cũng u ớ luôn.
những cái áo vàng này là các cô bác là nếu mà theo đúng như tiêu chí của bệnh viện đó là phải người nhà đã nhập viện rồi, ký quỹ mới được nhận cái áo này. Tuy nhiên thì cũng vẫn có những người mà bị ăn cắp những cái áo đó, tiền còn mất nữa này. Một cái trường hợp mà hay bị đuổi ra ngoài nữa là chen hàng, giống như người ta xếp hàng dài phía dưới, nhiều người bắt đầu là chen vô bị đuổi ra và cũng tức tối quay lại chửi bới. Hoặc là có những người là thay vì xếp hàng không xếp hàng chặn đầu bên kia cả, đòi nhận thức ăn cũng bị đuổi ra ngoài. Rất là nhiều cái trường hợp mà từ chối phục vụ. Dùng cái từ đuổi thì nó hơi bị nặng, nhưng mà thực ra là người ta thiếu ý thức, mà mình nói nhẹ người ta đâu có nghe. Cô chú nhận thức ăn xong mang qua bên đường sắp xếp. Thông báo là chúng tôi chỉ phục vụ những bệnh nhân ung thư, những người nuôi bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không giúp đỡ những nhóm ăn xin chuyên nghiệp. Những người có nhà cửa đàng hoàng ở Sài Gòn sống bằng nghề đi ăn xin chuyên nghiệp, thay vì đến giờ nấu cơm không chịu ra nấu cơm xếp hàng nhận thức ăn của bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Trong quá trình phát thức ăn là bếp cơm sẽ kiểm tra hóa đơn đóng viện phí, giấy tờ chứng minh là bệnh nhân và người nuôi bệnh. Những ai không có giấy tờ chứng minh mình là bệnh nhân ung thư, là người đi nuôi bệnh, bếp cơm sẽ từ chối phục vụ. Hiện nay có rất nhiều kẻ bị từ chối phục vụ là những bọn lưu manh móc túi, giật đồ, sau đó sẽ quay lại rồi đăng những các cái video xấu với mục đích là chửi bới bếp cơm. Nên cô bác anh chị đi nhận thức ăn vui lòng mang theo những cái hóa đơn đóng viện phí, giấy tờ chứng minh mình là người bệnh nhân để bếp cơm kiểm tra và phục vụ. Chúng tôi sẽ mời ra ngoài những người không có hóa đơn đóng viện phí, không phải là người đi nuôi bệnh, mời ra ngoài những người đi ăn xin chuyên nghiệp. Những người đi ăn xin chuyên nghiệp là lấy cơm xong rồi mang đi bán, là bếp cơm đã biết mặt hết và cũng sẽ từ chối phục vụ. Bếp cơm có để bảng là chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Ơi, chữ rồi, tại đây phát quà cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Rất là rõ ràng. Chú Tư ơi, cái áo vàng mà của bọn ăn cắp còn không chú Tư? Bảo cái áo vàng mà của bọn ăn cắp còn không? Rồi hôm nào chú lại mặc ra tiếp đi. Cầm luôn mấy cái phiếu thu luôn. Mấy phiếu thu luôn. Vâng. Đấy, bên ngoài các bạn thấy rất... Cái phiếu thu mà con chưa là không phải là người nó đóng tiền nữa. Người mà đóng tiền nó không có luôn. Dạ. Đã có chưa trả về đem đi lên chú ra luôn. Vâng. Rồi, ở đây các bạn thấy là thành phần bên ngoài thì rất là nhiều người nuôi bệnh cũng có, mà những cái người không phải đi nuôi bệnh
họ cũng vào lấy thức ăn, thì cái năng lực phục vụ ấy là không có nhiều, chừng khoảng một buổi là 400-500 phần thôi, mà quá trời người ra nên là bếp cơm chỉ có thể phục vụ được những cái người bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Họ là những người khó khăn thực sự. Còn những cái kẻ cơ hội đó là bếp cơm tìm những các cái biện pháp để loại bỏ bớt, thì bọn nó sẽ quay ra nó chửi bới. Rồi những cái bên kia kìa các bạn kìa, ở những cái hàng đầu là có những cái người họ cứ đứng dậy cũng là gây mất trật tự. Hôm nay thì mình không nhắc ngồi nữa, ai bị móc túi thì mặc kệ luôn. Đứng như thế kia các bạn, nếu mà ở đằng sau ấy, ví dụ như có một cái nhóm họ tới, họ tới mà họ phát chừng 5-10 ổ bánh mì ấy, là đằng sau sẽ đẩy người ta ra phía trước. Đó, sau đó là những người kia bị té ngã, mà té ngã cái xe gắn máy hoặc xe hơi nó chạy ngang qua, nó đâm vào chân, nó đâm vào đầu, đều bị tai nạn. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn, cô bác còn ở nhà thương thì mình ra xếp hàng trước 9 giờ. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn, chúc sức khỏe. 9 giờ sáng mai bếp cơm có phát thức ăn, cô bác còn ở nhà thương còn đi nuôi bệnh, mời ra xếp hàng nhận thức ăn trước 9 giờ. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn, cô bác còn ở nhà thương ra trước 9 giờ xếp hàng giúp em nhé. Ngày mai cổng số 6 sẽ đóng, cô bác đi cổng số 1 hoặc cổng số 3 ra xếp hàng trước 9 giờ. Chừng những người đứng phía sau mình nhá, mình có thể bị móc túi, có thể bị người đằng sau họ đẩy lên đằng trước. Khi mà có một nhóm mà mang 5-10 ổ bánh mì lại, họ sẽ đẩy mình té ngã xuống đường, xe hơi xe gắn máy đi ngang qua sẽ đâm vào chân mình, chèn qua đầu mình, chấn thương sọ não, gây ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Những người đứng ấy, là ví dụ như người sau họ sẽ đẩy mình xô ngã té xuống đường là chấn thương sọ não, xe gắn máy đi qua đâm gãy chân luôn. Rồi người đằng sau lòn qua móc túi. Em ở hàng nào ấy? Em ơi, ngồi xuống rồi. Đứng dậy rồi chạy lên hàng trước rồi đánh nhau anh không chịu trách nhiệm đâu. Ngồi xuống rồi. Mấy chị đứng làm gì, chưa tới lượt. Ngồi vào trong kia giúp em. Ngồi sát trong kia. Mấy anh chị có đánh nhau ở đây là mà em cũng không có can đâu nhá. Đi rồi giành nhau, người đằng sau chen lên chỗ người đằng trước rồi đánh nhau xảy ra rồi.
những người họ len lên từ phía đằng sau, đa số là họ sẽ móc túi, họ giật đồ. Xảy ra rồi, có những người đeo dây chuyền đó là đằng sau nó xô đẩy, một nhóm nó sẽ đi 2 hoặc 3 người. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn trước 9 giờ cô bác, còn ở nhà thương thì mình ra xếp hàng. Sẽ sắp xếp thức ăn để mang đồ trong. Cảm ơn anh. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi. Cô bác anh chị còn ở nhà thương thì mặc áo vàng, đeo thẻ nuôi bệnh, cầm hóa đơn đóng viện phí ra xếp hàng nhận thức ăn. Thưa các cô bác anh chị, bếp cơm đang tổ chức phát thức ăn để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, những người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Đối tượng phục vụ ở đây là những bệnh nhân ung thư, những người nuôi bệnh hoàn cảnh khó khăn, và bếp cơm từ chối phục vụ những cái người ở bên ngoài là những người có nhà cửa Sài Gòn đàng hoàng, những cái người lười lao động hoặc là có công ăn việc làm nhưng mà cứ nhảy vào giành thức ăn của bệnh nhân ung thư với người nuôi bệnh. Đồ ăn ở đây phát thì rất là ngon, có nhiều món. Các bạn nhìn thấy có tới 10 món lận. Rồi còn ngoài đồ ăn đó, bếp cơm còn phát thêm là bánh mì, chuối, nước suối, canh. Rất nhiều những cái thức ăn ngon. Chỉ cần là bệnh nhân, rồi chỉ cần xếp hàng theo đúng thứ tự để loại trừ bớt những cái người mà không phải bệnh nhân, những người không phải đi nuôi bệnh đó, thì bếp cơm sẽ kiểm tra hóa đơn đóng viện phí để phát cho đúng người. Lợi dụng cái chính sách nhân đạo của bếp cơm đó, nhiều kẻ gian manh là ăn cắp áo vàng, ăn cắp hóa đơn đóng viện phí cũng ra xếp hàng. Bếp cơm kiểm tra và mời những cái người đó ra ngoài. Thì hiện nay bếp cơm bị một nhóm những cái thành phần xấu phá hoại, khi mà các tình nguyện viên cũng như là Tuấn Dương đuổi những cái người mà đuổi những cái người mà
không phải bệnh nhân ung thư, không phải người nuôi bệnh ra ngoài đó, thì bị tụi nó quay ra, tụi nó phá hoại. Những bệnh nhân ung thư, những người nuôi bệnh chỉ cần xếp hàng thôi, chuẩn bị hai cái hũ, một cái đựng cơm, một cái đựng đồ ăn. Đó, có canh, có bánh mì, có nước suối, rất nhiều thức ăn nha các bạn. Đây các bạn nhìn này, đồ ăn tôm này, rồi cá lóc này, gà kho này, sườn non ram này, thịt heo này, thịt bò này, thịt kho với đậu hũ này, quá trời món luôn. Bếp cơm nhắc lại, đối tượng phục vụ là bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Bếp cơm không có giúp đỡ ở bên ngoài. Đây các bạn nhìn này, phát bánh mì, phát chuối, phát nước suối. Có hôm thì có phát mì gói, phát sữa, tặng tiền mặt. Rất là đầy đủ. Và đây để duy trì trật tự cho 500-600 người cũng không phải dễ. Nhiều kẻ chen ngang, không chịu xếp hàng thì bị bếp cơm mời ra thì chúng cũng buông lời cay đắng, rồi chúng ta quay ra chống phá, chửi rủa, nói là bếp cơm tại sao nặng nhẹ. Nhưng mà bếp cơm có đề cái bảng rồi, chỉ phục vụ bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh thôi, không có phục vụ những cái người nhà cửa đoàn hoàng ở Sài Gòn mà sống bằng nghề đi ăn xin chuyên nghiệp. Họ nhận những cái phần thức ăn này xong họ bán. Ví dụ như một cái chai nước này, họ có thể bán lại với mức giá là 3-4 ngàn. Một cái phần cơm mặn đó, nếu như mà mình phải mua là mức giá khoảng 30-35 ngàn thì họ bán 10-15 ngàn. Một cái ổ bánh mì này họ có thể bán được 8-10 ngàn. Thì họ lấy xong họ mang đi bán, nên là bếp cơm thấy những cái người như vậy, bếp cơm ngăn chặn không có cho lấy, thì họ sẽ quay ra họ phá, rồi họ chửi, nói là tại sao mà phân biệt. Có những người là bỏ tiền sơn những cái bộ móng tay móng chân là 300-400 ngàn, vẽ móng đắp bột để đắp hột, đắp đá pha lê, thì bếp cơm có mời ra ngoài, nói là tại sao mà chị có tiền chị làm cái bộ móng tay 300-400 ngàn mà một hộp cơm 30 ngàn chị không có bỏ ra để chị mua, mà chị vào chị dành của bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Thì tụi nó cũng cắt ghép clip, tụi nó nói là sơn móng tay là không có phát. Rồi có những cái người mà đi ăn xin chuyên nghiệp đó, thì họ trước đây thì Tuấn Dương đã cho gạo cho mì rồi, vừa mới cho hôm đầu tuần thì 2-3 hôm sau đã quay lại để xin cơm, mà cơm đã phát hết rồi thì xin tiền thì Tuấn Dương không có cho nữa. Thì ông ấy kêu là ông ấy đói, ông không có gì ăn. Kêu là không có gì ăn thì mình mới bảo là không có gì ăn mà sao mình bực quá, mình mới nói sao chú mập thế. Thì nó nói là tại sao mà cái gì mập thì không phát cơm. Thế nó cắt ghép những cái clip đó ra để nó phá mình. Nếu cứ là bệnh nhân, cứ là ung thư ra xếp hàng và có giấy tờ chứng minh là tụi mình phục vụ, không có một cái câu hỏi, ý kiến gì hết. Nhưng mà những cái đối tượng ở bên ngoài các bạn, nó không có hài lòng khi mà tụi mình nghiêm khắc, tụi mình chỉ giúp ung thư với người nuôi bệnh thôi. Đấy các bạn thấy hàng trăm người, rất dài nhé. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi là cái hàng dài mấy trăm mét này, cả bên đường nữa. Mà nếu mà mình không đuổi những cái bọn lưu manh ra thì những người bệnh nhân hoặc những người ung thư không có đủ sức và không có đủ kỹ thuật để mà dành cơm với cả những cái nhóm mà đi ăn xin chuyên nghiệp. Đây, cô chú anh chị nhìn ở bên đường này, ta cũng xếp hàng cực kỳ dài luôn nhé. Mỗi một bên này là 4 hoặc 5 hàng, mỗi hàng dài cả trăm mét. Quá trời nhiều người luôn. Cứ là bệnh nhân ung thư, cứ là người nuôi bệnh thì ra mình xếp hàng là có thôi. Đấy, đồ ăn thì quá trời ngon luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Tôm, rồi chả cá, cá lóc, gà, thịt heo,
đâu có thiếu món ăn nào đâu. Bánh mì, chuối, nước suối. Đây là chỉ phát cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh thôi. Tiêu chí rất rõ ràng. Nhưng mà khi bếp cơm không có phát cho những người mà lưu manh, là những người đi ăn xin chuyên nghiệp, các cái tổ chức đi ăn xin chuyên nghiệp rồi mang đi bán, rồi những cái tụi móc túi thì tụi nó quay ra, tụi nó phá, tụi nó chửi, tụi nó nói là tại sao phát cơm phân biệt. Đấy, các bạn thấy bánh bao chuẩn bị này, bánh mì này, nước suối này, chuối này, canh này, quá trời đồ ăn. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn nhé, cô bác còn ở nhà thương ra xếp hàng trước 9 giờ. Đấy, các ông các bà phục vụ tình nguyện viên hết lòng. Mỗi người một phần, cô bác chuẩn bị sẵn hai cái hộp. Rồi mở bao xốp ra, các tình nguyện viên sẽ bỏ thức ăn vô cho mình. Chờ cho đi ngớt rồi sẽ phát tiếp. Đó, mấy chị phát cơm đứng múc đồ ăn mỏi hết cả tay luôn, đứng suốt cả tiếng đồng hồ. Cô bác còn ở nhà thương còn đi nuôi bệnh thì mặc áo vàng, đeo thẻ, cầm hóa đơn đóng viện phí ra trước 9 giờ giúp em. Bếp cơm thông báo là chỉ phục vụ bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Rồi, cảm ơn bà. Chú đi đâu chú? Chú qua bên kia ngủ. Mỗi người một phần đồ ăn có nhiều món, mình ăn món nào chỉ món đó giùm em. Nhận xong rồi mang qua bên đường, bếp cơm có đặt hai cái bàn ở bên đường, mình sắp xếp thức ăn cho gọn gàng. Cá kho. Đó, dứa cá kho quá ngon. Rồi, ai muốn ăn tôm, có tôm càng. Đồ ăn còn ngon hơn là mình ăn luôn. Bệnh nhân mà có sự lựa chọn option hai con tôm càng bự chà bá luôn, mỗi người một món. Rồi mỗi người một phần giúp em. Đổ rồi thì thôi. Chị lãnh lại lần thứ hai. Lãnh lần thứ hai, thứ ba là sao? Mình phải cẩn thận chứ. Đồ ăn mình phải cẩn thận chứ. Đồ ăn rất là ngon, bao nhiêu công sức mà cô bác nhận xong rồi mang qua bên kia không biết làm nào, đổ hết đi rồi lại xin lần hai. Nếu như ai cũng làm như vậy thì không có đủ cho tất cả. Cô bác nên cẩn thận và trân quý những gì bếp cơm đã trao cho các cô bác. Hai con tôm bự chà bá lấy xong rồi mang qua bên kia đổ, rồi hộp cơm cũng đổ luôn, không hiểu sao. Nếu như ai cũng lấy một phần thức ăn này xong mang đổ đi rồi quay lại nữa thì không có đủ cho tất cả.
Bình ăn món nào thì lựa món đó, khi đã múc rồi không có thay đổi giúp em. Cảm ơn các chú. Hiện nay có một số kẻ lưu manh bị bếp cơm mời ra ngoài. Lý do là tụi nó là chen hàng móc túi, không phải bệnh nhân ung thư, không phải người nuôi bệnh. Đã cắt ghép nhiều các clip mà bếp cơm mời những cái kẻ lưu manh ra bên ngoài để trên mạng chửi bếp cơm. Cô bác đi nhận thức ăn thì nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí, mặc áo vàng, đeo thẻ nuôi bệnh, bếp cơm kiểm tra. Bếp cơm sẽ vẫn từ chối những người ở bên ngoài, không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh. Bệnh nhân ung thư hoặc người đi nuôi bệnh trong nhà thương chỉ cần xếp hàng là có đồ ăn tự chọn, rất nhiều món, muốn ăn món nào chỉ món đó. Qua bên đường sắp xếp giúp em. Cô bác nhận xong mang qua bên đường sắp xếp, yêu cầu phải xếp hàng, xếp hàng, tất cả cùng phải xếp hàng. Những người mà yêu cầu xếp hàng đó, họ cũng không hài lòng, họ quay ra họ cũng chửi đấy. Nhưng mà các bạn thấy là ở đây này, xài ra bên kia là còn khoảng 200 người nữa đang xếp hàng. Và những cái cô chú này người ta xếp hàng trước đó lâu rồi. Và bây giờ mình mà phát cho những người chen vô là mấy người sau này họ không có chịu, không có công bằng. Đây có người vừa chen vô kìa, chú Kỳ chú phải xuống chú nhắc nhở. Đó. Những cái kẻ mà chen vô đó bị mời ra ngoài đó là tụi nó thường là không hài lòng và tụi nó sẽ quay ra tụi nó chửi, nói là tại sao bếp cơm khó khăn. Đó, nhưng mà các bạn thấy bên kia còn mấy trăm người họ xếp hàng, điều hành ở đây không có dễ đâu. Mỗi người một ý, ai cũng muốn là chen vô để lấy cho nó lẹ. Ra xếp hàng chú ơi. Nếu họ không chịu xếp hàng nữa rồi. Nếu họ sẽ nói khó khăn, như các bạn nhìn này, đây có nhiều ông bà. Nhiều ông bà là người ta xếp hàng nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Mỗi người một phần giúp em. Chỉ cần là bệnh nhân ung thư, chỉ cần là người nuôi bệnh thì sẽ có, xếp hàng là có thôi. Bếp cơm chia sẻ khô máu, có cái gì tặng cái đó. Cơm, bánh mì, chuối, nước suối, bánh bao, có lúc là cho cả sữa. Đi đâu đây? Đi đâu đây chị ơi, xếp hàng giúp em. Cơm lấy gì được? Rồi mang qua đường đậy giúp em nhá. Lấy áo ra được không? Đây đi tay không mà. Đi tay không mà chen vô đây luôn. Nói thì rất là dễ mà làm mới khó. Không nghiêm túc, không có kỷ luật thì bị loạn. Thấy biến rồi ta cầm hộp không rồi. Sáng mai cô bác ra nhận thức ăn nhá, trước 9 giờ.
Đồ ăn tự chọn, ăn món nào chỉ món đó. Rồi, cảm ơn cô, chúc sức khỏe. Rồi, cô bác chia sẻ cái clip này giúp em nhá, để cho giang hồ biết. Giang hồ né cái bếp cơm này ra, đừng có lại quấy phá tụi em, khổ thân tụi em ra. Lớp nào lo nấu, rồi lo phát, rồi lớp nào lại phải lo đối phó với những kẻ xấu nữa. Mỗi người một phần giúp em, nhận xong mang qua đường sắp xếp. 500-600 người có cơm ăn, ai cũng có. Đồ ăn tự chọn. Nhận thêm bánh mì, chuối, nước suối, canh. Bếp cơm chỉ phục vụ bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Những ai mà đi nuôi bệnh dài ngày thì mới thấy, nhiều khi một phần ăn 50 hay 100 ngàn không là cái gì, nhưng mà nằm hết ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác thì mới thấy chân quý những cái suất cơm nghĩa tình này. Bây giờ đi mua một phần 35 ngàn không có ngon như đây. Mà đây còn có thêm chuối, có thêm sữa ứa, có thêm nước suối, bánh mì, bánh bao. Thỉnh thoảng các nhà hảo tâm còn phát tiền mặt là 500 ngàn cho một bệnh nhân ung thư. Không có tổ chức, không có kỷ luật thì sẽ bị loạn. Mà đa số loạn là những cái anh em ở bên ngoài giật đồ, móc túi, những người tham lam, những người mà làm những cái nghề bên ngoài. Họ nghĩ rằng phát từ thiện họ nhảy vào họ giành. Và họ là những người mà đi lấy chuyên nghiệp nên họ có kinh nghiệm, có băng nhóm, có tổ chức, và gây khó khăn cho bếp cơm. Bếp cơm nhắc lại, bếp cơm chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng để phân phát ở bên ngoài. Qua đường đậy chú ơi, có hai cái bàn bên đường, có hai cái bàn bên đường, qua đường đậy giúp em. Cô bác nhận thức ăn xong mang qua bên đường đậy giúp em. Có hai cái bàn ở bên đường, rồi có bình trà đá miễn phí, mát mẻ để cô bác uống. Rồi, đi theo thứ tự mình nhớ lấy cơm rồi lấy đồ ăn. Đó, đồ ăn phủ phê luôn. Cái khay quá trời đồ ăn, ngon như khách sạn 5 sao. Mỗi người một phần giúp em, cảm ơn các cô bác. À, bếp cơm thông báo là bếp cơm chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn, không giúp đỡ ở bên ngoài. Cô bác ở bên ngoài đừng có do gây khó khăn cho bếp cơm làm việc. Những người đi nuôi bệnh là có hóa đơn đóng viện phí, được phát thẻ nuôi bệnh, có áo vàng, có hồ sơ bệnh án, bếp cơm kiểm tra để phát cho đúng người. Qua đường sắp xếp giúp em, qua đường có hai cái bàn bên đường các anh chị ơi. Hiện nay là có một bọn khi mà bị đuổi ra ngoài đó là tụi nó quay ra, tụi nó cắt ghép những cái clip mà tụi mình chấn áp những cái bọn chấn áp những cái bọn xấu, những bọn móc túi, những bọn giật đồ. Bếp cơm thông báo rất là rõ ràng là phát cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Giờ ai lấy cái bây giờ ai lấy thang lấy cái của anh cái treo kia cái gì cho giúp bệnh nhân ung thư để chỗ này anh ở gốc cây thằng
qua đi, qua đi, qua đi. Để chỗ này. Rất rõ ràng nhé, tại đây phát quà cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi, bảng rất là lớn, bảng cái đầu kia, dẫn đầu này, nhưng mà báo hỏi ấy, nó bắt vô đây, nó nhận thức ăn, sau khi mà bị đuổi ra ngoài ấy, là tụi nó quay ra, nó cắt ghép clip của mấy chị mới. Có nhiều người đó là sơn cái bộ móng tay trị giá là 300-400 ngàn, đắp đá, rồi vẽ sơn, vẽ màu rất là đẹp, nhưng mà cũng lại nhận thức ăn thì vết thương rồi, mời ra ngoài. Mình có nói là tại sao mà cô có tiền sơn một miếng tay 300-400 ngàn bắt đá vẽ máu và cô lại vào dành cơm của bệnh nhân ung thư người như vậy, thì lúc đó quay ra là nói là tại sao mà sơn móng tay không có tiền đó, thì sơn móng tay bỏ tiền 400 ngàn sơn cái bộ móng tay mà 300 ngàn một phần cơm không mua được, nhưng mà từ đó đòi lấy sữa, lấy bánh mì, lấy nước sữa, lấy tiền, lấy cho nên từ đó quay ra thì có chuyện. Đó các bạn thấy, đây là bệnh nhân người bệnh rất rõ ràng, không có phát đại trà. Thôi em cứ để đấy cho con. Rồi, đây. Rồi. Bảng rất rõ nhé, tại đây phát quà cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh, có hoàn cảnh khó khăn. Thì những, nói chung ở đây vẫn sẽ thỉnh thoảng là vẫn bị những cái tụi xấu, nó làm biếng, nó đâu có chịu đi làm đâu, cứ vào nhận lấy cơm của bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh thôi. Đó, cô chú anh chị nhìn rõ ràng. Giúp ung thư người nuôi bệnh. Ở đây là bếp cơm kiểm tra để phát đúng cho bệnh nhân ung thư, phát cho người nuôi bệnh. Khi mà kiểm tra giấy tờ đó thì tụi có nhiều tụi ấy, nó kêu là tại sao phát từ thiện làm khó. Ở đây không phát từ thiện, ở đây chỉ phát cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh mà thôi. Đấy, mọi người bảo tụi mình không làm bảng, tụi mình có làm bảng mà, nhưng mà tụi nó có đọc đâu. Tụi nó chỉ vào tụi nó chửi thôi. Quá trời đồ ăn, một ngày phát 500-600 người, toàn bệnh nhân và người nuôi bệnh. Đồ ăn rất ngon. Có những hôm còn phát tiền, cô bác vào kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay coi có những ngày nhà hảo tâm tặng cho bệnh nhân ung thư 500 ngàn một người, có những lúc là tặng 1 triệu một người. Không nói thì người ta không có biết. Ta nghĩ rằng là đây là phát từ thiện nên là ai vào lấy cũng được. Bếp cơm chỉ giúp cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Đó. Đó, các bạn có thể thấy có những cái kẻ mà bị bếp cơm từ chối phục vụ là nó quay ra nó bình luận những cái lời rất là khó nghe. Nhưng mà tụi nó vào đây là hầu hết là bị đuổi ra ngoài. Rồi cảm ơn các cô bác nhé, nhớ theo dõi đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video clip mới. Và những anh em nào mà đi ăn xin chuyên nghiệp lấy cơm mang đi bán thì vui lòng né dùm nhá, bếp cơm kiểm tra kỹ chỉ giúp bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh mà thôi. Rồi hẹn gặp cô bác anh chị ở những video tiếp theo.
chị nhìn đó, cái hàng rất là dài, còn dài cỡ khoảng là hơn 100 người nữa. Đấy, bảng ghi rất là rõ nhé, phát quà cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Được. Hàng còn quá trời dài này. Qua đường anh ơi, sao là? Qua đường sắp xếp dùm, cảm ơn chú. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn nhá, cô bác còn ở nhà thương mình ra trước 9 giờ giúp em. À, vẫn còn rất dài nha các bạn. Có thứ tự, có trật tự thì sẽ không xảy ra hỗn loạn và phân phát nó sẽ được đều. Thì có những người các bạn là nếu mà không có theo thứ tự hỗn loạn đó, họ lấy một phần rồi họ lại vào lấy thêm lần thứ hai, thứ ba để người sau không có. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cứ xếp hàng là có thôi, còn cái gì phát cái đó, chơi khô máu luôn. Đây, bây giờ hết bánh mì thì chú Thanh sẽ phát tới bánh bao. Bánh bao là những cái người mà cho gạo, cô Tư sẽ quy ra để phát, tương ứng là phát bánh bao. Chú Kỳ châm thêm nước. Bà con nhận cơm xong rồi ra đây uống nước trà đá miễn phí. Trong những cái ngày nắng này, những cái phần nước uống đó cũng giúp cho cô bác là bớt đi một phần nào cái chi phí phải mua nước. Mỗi người một phần em gái ơi, một phần phục vụ không nổi nữa rồi. Đây cũng sắp hết rồi các bạn ơi. Chú ơi, mang qua đường đầy giúp đi chú ơi, cho người sau còn tiến tới. Cảm ơn em gái nhá. Dễ thương quá. Cảm ơn em. Mình nhớ cảm ơn nha bạn con. Qua đường đầy giúp anh, qua đường đầy. Qua đường đầy giúp anh, không bây giờ anh đâu có xét giấy nữa, phát cơm rồi. Em làm gì? Em mổ. Em mổ thì giấy nộp cho nhà thương, nộp cho tụi anh làm gì? Tụi anh chỉ phát cơm thôi. Anh có cái giấy tờ hỗ trợ được xe anh? Không, hỗ trợ trong bệnh viện có chuyến xe không đồng nhá. Đây là sao đâu ạ? Trong nhà thương có chuyến xe không đồng, em vô trong hỗ trợ tiền xe nhé. Đây mà anh phát cơm thôi. Ở trong nhà thương ấy, có những cái đoàn thiện nguyện họ phát họ chở miễn phí cái chuyến xe không đồng, thậm chí có người chết ấy, họ cũng có xe để chở rồi cho quan tài. Sáng mai 9 giờ bếp cơm có phát thức ăn, cô bác còn ở nhà thương thì ra xếp hàng giúp em nhé. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn, cô bác còn ở nhà thương thì ra trước 9 giờ. Được.
chụp là đổ. Rồi bố ra bên đường luôn. Rồi cầm lên trước, bố ra bên đường. Bên đường có để hai cái bàn rồi mình lo bệnh hết chết. Rồi rồi mấy người sao? Làm rồi trà đường ra đem đây hả? Hai hộp đi, tại đường. Rồi luôn anh trai. Thôi giật. Chấp chém. Rồi còn 4 5 người sao hết rồi. Đây. Rồi ai lấy cơm thì lấy đi, cũng cần chấp chém lên. Hơn 500 phần mà cũng không có còn đủ nha các bạn. Tới đây thì hết rồi. Rồi cô bác bánh bao thôi. Mỗi người cái bánh bao. Còn cơm ăn cơm. Đồ ăn hết rồi. Hết đồ ăn rồi. Mình làm con kia luôn chị. Rồi bếp cơm đã phát hết đồ ăn. Rồi chỉ còn bánh bao. Còn ít cơm trắng thôi. Mình sẽ nói cô Tư là cho các cái tỷ tặng biếu các tình nguyện viên mỗi người một chút để uống cà phê. Rồi, hẹn gặp cô chú anh chị ở những video clip tiếp theo nhé. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Để phát bánh bao mỗi người một cái. Hết bánh bao luôn.